chú có thể mượn đao của con được không? Chú phải thử coi là cái lực của cái này nó bao nhiêu. Cái lửa nó không có sự suy chuyển lắm anh ạ. Đúng là đao kiếm vô tình. Cái này mình thấy cây đao mình tưởng cứng, dễ quạt đúng không anh? Nhưng mà nó cái độ dẻo của nó làm cho mình khó kiểm soát và để không đụng vào cái nến rất là khó. Tại vì thế này, nếu chúng ta quạt ngang nó tạo ra cái lực gió, còn cái này chúng ta là chém thẳng đúng rồi. Cho nên cái lực gió nó nhẹ hiu à. Đúng rồi. Cho nên phải chém một lực mạnh lắm thì nó mới tắt. Và thử thách đầu tiên của Thanh Thanh đó chính là sử dụng binh khí của mình để làm tắt 5 ngọn nến này. Và thử thách bắt đầu. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Super 10 siêu tài năng hiếm mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.